Các hiệp, xin chào các bạn. Hôm nay Bun sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ái Tình Chưa Dứt. Trước khi lắng nghe audio, các bạn nhớ like và share cho Bun nha. Còn bây giờ, mời các bạn đến với tập 44 của bộ truyện. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Phó Tiểu Vũ mới gọi lại, nói rằng Văn Kha cùng với Hứa Gia Nhạc cứ đứng ở tầng cao nhất của tòa tháp đôi như thường lệ, mấy người bọn họ sẽ gặp nhau ở trên đó. Hứa Gia Nhạc mới chỉ lái xe đến đây bên dưới tòa tháp thôi, mà cũng đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không được ổn cho lắm. Anh chỉ biết bèn đi ra bên ngoài cửa sổ để Văn Kha cũng nhìn theo. Chỉ thấy mấy chiếc xe Audi màu đen đang nối đuôi nhau đổ thành một hàng bên của đường dành cho xe chạy. Mà mấy chiếc xe này rất rõ ràng là phong cách của người nhà họ Hàng. Trong đó có một chiếc xe chính giữa có khung xe bị đè xuống thấp. Văn Kha không hiểu vì sao xe cổ cũng có những cái cảm giác như đang ngụy trang thành cái gì đó. Văn Kha nhíu mày lại một cái, nhưng cũng không kịp ngẫm nhiều thì đã nghĩ thêm, chỉ vội vàng cùng với Hứa Gia Nhạc đồng thời đi về phía thang máy riêng dành cho lối đi lên tầng cao nhất. Khi hai người Văn Kha vừa đến nơi trong văn phòng, chỉ có mình Phó Tiểu Vũ. Omega mặc một chiếc áo len rộng rãi màu matcha, đang đứng ở một mình ngẩn ngơ ra trước khung cửa sổ, sát đất rất lớn. Cho dù nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần nhưng cũng không quay đầu lại. Tiểu Vũ, Văn Kha khẽ rên lên, chúng tôi từ câu lạc bộ LM qua bên đây, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc này rốt cuộc Phó Tiểu Vũ mới quay người lại, nhưng ánh mắt của cậu thoáng chốc lại có rất hững hờ nhìn về phía của anh. Trong lòng của Omega không khỏi rung lên một cái, nhưng bọn họ còn chưa nói gì thì cánh cửa lớn của phòng họp đã bị đẩy lại. Hàng Giang Khuyết đi ở phía trước, tổ chức cho các cơ thể alpha quá đột ngột, cho dù là mùa đông lạnh lẽo nhưng cũng chỉ cần mặc một bộ siêu màu ghi nhẹp, áo măng tô màu da đen tùy ý khoác lên bờ vai rộng lớn. Đi sát bên cạnh, gập khuôn theo từng bước đi của hắn là một vài alpha lão hắc, trong đó có hai người hiển nhiên là vệ sĩ, đã đem theo hắn ở một khoảng cách không xa cũng như rất gần. Ngoài ra còn có một người cầm tập tài liệu dường như là vừa mới báo cáo gì đó cho Hàng Chân Khuyết. Hắn trông thấy Văn Kha ở trong phòng họp, đôi mắt đen nháy đã khẽ híp lại một chút, tựa như là có hơi giật mình vì anh lại đến đây nhanh như vậy. Thế nhưng Hàn Dân Khuyết một chữ cũng không nói gì, chỉ toát cái áo tay ra một cái, những người kia đều yên lặng cúi xuống ra bên ngoài, lúc đi còn đóng cửa phòng họp lại cho bọn họ. Đây là lần đầu tiên Văn Kha thực sự là để ý được thân phận bí ẩn của Hàn Dân Khuyết. Cách ăn vặn của hắn, phong thái của hắn, thói quen bị người khác xung quanh vậy vây quanh, ngay cả bộ dạng thản nhiên ra lệnh. Lúc Hàn Dân Khuyết không ở bên cạnh anh, hắn như là được trở về với lại bộ tộc sói của mình. Ở nơi đó, hắn có thể tỏ ra dáng vẻ vốn có, hắn có vẻ thuộc về một giai cấp khác. Không thể nghi ngờ là so với thời niên thiếu yếu đuối, đơn côi của 10 năm trước, trạng thái lúc này của hắn hoàn toàn là bất đồng. Em không có chuyện gì đâu, em đừng có lo. Hàn Nhân Khuyết trước tiên vẫn là nói chuyện với Văn Kha, rõ ràng là hắn sợ anh đang lo lắng. Sau đó rồi mới quay đầu về, nhìn về hướng của Phó Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, tôi có việc muốn nói với cậu. Cậu muốn cách chức tôi hay không? Phó Tiểu Vũ gặn từng chữ và nói. Cậu vừa lên tiếng đã nói câu này, Văn Kha không khỏi giật mình kinh hãi, anh cũng nhìn về phía của Hàn Chân Khuyết. Đôi mắt đen kịch của anh pha chăm chú nhìn vào Phó Tiểu Vũ, sau khi im lặng một lúc mới bình tĩnh và nói. Tôi sẽ để cậu lại rời khỏi vị trí CEO, chuyện gần đây của IM cậu không nên nhúng tay vào. Sắc mặt của Phó Tiểu Vũ hoàn toàn trắng bệch. Omega luôn kiêu ngạo, lại bị mất chức trước mặt của mọi người. Điều này đương nhiên là đã kích chức trực tiếp rất lớn đối với anh. Thân thể của Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lảo đảo ngay lập tức. Cậu cũng đã chống được vào một chiếc bàn bên cạnh, gắng gượng chống đỡ trong tâm của mình. Hứa Gia Nhạc không khỏi nhíu mày một cái, dời ánh mắt của bản thân trên người sang của Hàn Dân Khuyết, đến trên người của Phó Tiểu Vũ. Chỉ bởi vì tôi không che giấu mọi chuyện thay cho nhà họ Hàn hay sao? Cho dù ở trong hoàn cảnh lúng túng như vậy, Phó Tiểu Vũ vẫn cố gắng ngẩng ngực lên để nhìn thẳng về phía của người kia. Hàn Dân Khuyết, về công về tư, tôi đều cảm thấy việc mình làm không hề sai. Về việc công, tôi cũng không cần phải nói nhiều, còn về tư, chẳng lẽ cậu không hiểu được rằng tôi thực sự là vì lo cho cậu hay sao?
Nhà họ Trác ở thành phố Bình Xuyên này đâu có đơn giản, nó nói điều tra là sẽ điều tra, mà đây là mới là hành động cảnh báo thôi. Nếu cậu muốn liều chết với những kẻ lỗi đời đó, vậy thì cần phải sắp xếp bao nhiêu kế hoạch nữa đây? Cần phải nhìn xa trông rộng đến mức nào thì mới được chứ? Phó Tiểu Vũ nói đến đây, bản thân rõ ràng cũng đang kiềm chế không nổi. Ngón tay của cậu ấn xuống mặt bàn, dùng lực đến trắng nhợt. Hàn Nhân Khuyết, cậu thực sự không hiểu là điều tôi đang nói là có gì hay không? Cậu thấy bản thân có năng lực để sắp xếp chuyện này được hay không? Khả năng ghi nhớ của cậu. Phó Tiểu Vũ. Hàn Nhân Khuyết bỗng nhiên lên cao giọng, nhưng âm điệu sau đó lại trầm thấp xuống, giống như là mãnh thú đầy nguy hiểm. Đừng có mà có nói nữa. Phó Tiểu Vũ hiển nhiên cũng là bởi vì Hàn Nhân Khuyết nổi giận mà đã bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, quay đầu đi chỗ khác không nói tiếp nữa. Bầu không khí lại rơi vào trong những gượng gạo. Trong lòng của Văn Kha rối như tơ vò, anh muốn nói gì đó nhưng luôn cảm thấy khi hai người kia tranh cãi ầm ĩ, nếu mình tùy tiện nói gì, bất kể là khuyên Hàn Nhân Khuyết từ bỏ chuyện trả thù hay là khuyên Phó Tiểu Vũ lùi lại một bước, đều cực kỳ không có thích hợp. Tiểu Vũ, sau khi cậu nói mọi chuyện cho mọi người bên nhà của tôi đã quả thực đã không thể nào mà khống chế được. Nhưng đây không phải là lý do tôi muốn cậu rời khỏi vị trí hiện tại. Có rất nhiều chuyện chúng ta đã từng tranh luận một lần rồi, cho nên không cần phải nói nữa. Hàn Nhân Khuyết nhìn vào Phó Tiểu Vũ, sắc mặt của hắn từ vừa mới căng thẳng lại dần dần trở nên uể oải. Hắn liếc nhìn về phía của Văn Kha, rồi lại nhìn về phía của người bạn của mình, rốt cuộc mới chậm rãi và nói rằng: Tiểu Vũ, 4 năm trước, khi cậu thực hiện một dự án mua đất thất bại, tôi cũng đã từng bảo cậu tạm thời từ chức. Lần ấy là bởi vì đoạn thời gian sắp tới của ai em sẽ tiếp tục gánh chịu tổn thất lớn. Mà khi đấy, chúng ta mới vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, cho nên đều rất hoang mang. Tôi vội vàng bảo cậu lui xuống là vì không muốn cho người nhà họ Hàn truy cứu trách nhiệm của cậu. Lần này cũng vậy, ở thời kỳ đặc thù này, cậu ngồi ở cái vị trí đó sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phức tạp. Tôi đã từng nghĩ ra rồi, thực ra lần này cậu không giúp tôi nói dối người trong nhà nữa cũng được. Ít nhất cha tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu, cho nên tôi mới thuận theo đó bảo cậu rời từ chức vụ này bây giờ. Cho đến khi tôi xử lý xong xuôi vụ này, bất kể là tôi còn nắm giữ được AM hay không, cậu vẫn sẽ là dựa vào tôi tối ưu nhất của nhà họ Hàn. Tôi biết bên cạnh mình đều là những người thông minh, chỉ cần bản thân mình không phải là như vậy, cho nên mọi người không cần lý giải quyết định của tôi cũng sẽ không có giải thích thêm. Khi Hàn Nhân Khuyết nói rằng bản thân mình không thông minh, vẻ mặt của hắn rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng của Văn Kha lại rất khó vượt qua được. Thật ra, hắn ít rất khi nói tất cả những đoạn dạy như thế này, cần rất ít tỏ ra cương quyết đến như vậy. Bóng dáng của anh pha co to trước kia, thiếu vùi vào hõm vai của anh làm nũng, bây giờ bỗng nhiên là trở nên rất là mơ hồ. Vào khoảnh khắc ấy mà không hề hay biết gì cả, đã lặng lẽ thay đổi, giống như là đã trưởng thành, cũng lại giống như là càng xa vời hơn. Tuần sau tôi rất bận, sau đó còn phải đi một chuyến đến nơi khác, thế nên tôi đã đều ít nhiều từ bỏ nhà bên kia qua đây. Hàn Nhân Khuyết quay đầu nhìn về phía của Văn Kha, ánh mắt thậm chí còn không dừng lại quá lâu mà cứ như thế lướt qua. Ngay sau đó lại nói: Tiểu Kha, lát nữa em đợi tôi ở ngoài xe nha. Tài xế là một người lính đã xuất ngũ, khoảng thời gian này nếu em cần phải ra ngoài thì hãy bảo anh ta đi đón em, cả Phó Tiểu Vũ cũng vậy. Tôi không cần. Phó Tiểu Vũ hít nhẹ một hơi, cậu đứng dậy từ trên cái ghế, lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi cũng không phải là người của tập đoàn AM, không cần phải bảo vệ đặc biệt cho tôi. Hàn Nhân Khuyết nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn cũng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, bộ dáng thường là như sắp phải rời đi. Văn Kha rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa. Anh đuổi theo người kia, tóm chặt lấy tay của Hàn Nhân Khuyết kéo lại, nhưng ngón tay của chính mình cũng khẽ run lên. Em đừng có sợ. Hàn Nhân Khuyết xoay người lại, hắn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định vùi bút bút ve khuôn mặt của Văn Kha và nói: Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi không thể ở bên cạnh em được nữa, cho nên em phải cẩn thận một chút. Vậy thì hãy ở bên cạnh tôi đi, Hàn Nhân Khuyết. Văn Kha không kiềm chế nổi, rên lên run rẩy và nói. Hai người họ mới chiến tranh lạnh không tới 2 ngày nhưng đã không chịu được. Tiểu Kha. Đôi mắt của Hàn Nhân Khuyết rũ xuống, hắn không nhìn vào anh. Trước khi giải quyết xong Trác Viễn, tôi không có cách nào ở bên em được.
Trước đây không nói ra còn có thể lừa dối mình tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng cuối cuộc sau khi nói ra với em rồi thì lại không thể nào mà nhẫn nhịn được nữa. Nhìn thấy em nghĩ đến Trác Viễn, lúc ôm em cũng vậy, khi hôn em cũng vậy, sẽ có thứ gì đó cứ đâm vào trái tim của tôi, khiến tôi thực sự không chịu nổi được nữa. Tiểu Kha, em đã từng chọn thằng đó một lần. Trên thế giới này còn không có gì có thể đảm bảo em sẽ không rời bỏ tôi một lần nữa. Tôi thực sự không thể lại phải trải qua một lần 10 năm như vậy được nữa. Không giải quyết được Trác Viễn, tôi mãi mãi cũng không có cảm giác an toàn. Đây cũng là cách duy nhất mà tôi đã nghĩ ra được. Hàn Dân Khuyết cũng không nói ra là không có lý. Ở trong lòng của hắn thật ra rất rõ ràng lựa chọn của chính mình. Không có con đường nào dẫn đến tương lai tươi sáng, chỉ có cầu độc mộc. Lòng mi của Văn Kha khẽ rung lên, đôi môi của anh cũng đang rung lên. Tôi thật sự không nghĩ là rời đi mà. Trong giây phút ấy, khi nói ra mấy lời đó, Văn Kha cũng chợt nhận ra hóa ra những lời lẽ hứa hẹn trong tình yêu và tình cảm của hai người họ đã trở nên yếu ớt đến đến như vậy. Tôi muốn cho cậu cảm giác an toàn, Hàn Tiểu Khuyết. Văn Kha nắm chặt lấy tay của hắn. Tôi thật sự muốn như thế, cậu có thể nói cho tôi được không? Nói cho tôi được không? Anh thực sự bối rối cho nên mới hỏi như vậy, bởi câu trả lời đó vốn là vô cùng rõ ràng rồi. Tiểu Kha, em... Hàn Dương Khuyết hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng của Văn Kha, ánh mắt lập tức đong đầy đau khổ, khàn giọng và nói: "Không phải tôi muốn đe dọa em biết mà, tôi mãi mãi cũng chỉ có mình em thôi. Hãy để tôi được tự giải quyết chuyện của mình, Tiểu Kha, để tôi tự mình nhổ đi cái gai này, sau đó sẽ trở về yêu thương em hết mực." Hàn Dân Khuyết đột ngột thoát khỏi bàn tay của Văn Kha, quay đầu rời khỏi văn phòng. Văn Kha ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong nháy mắt đó, anh liền hiểu được ý của Hàn Dân Khuyết là đánh dấu. Trên thế giới này, có một thứ có thể đảm bảo cho tất cả, đó chính là đánh dấu. Đó là toàn bộ trung thành của một Omega có thể dâng lên cho Alpha. Mấy ngày tiếp theo, một chiếc Toyota phổ thông liên tục đi theo chiếc Audi ngụy trang của Văn Kha, lòng vòng qua vài đoạn rất xa, nhưng trước sau đều không tìm ra được bất cứ cơ hội nào để xuất phát bị phát hiện. Hàn Dân Khuyết cũng không nói hết với Văn Kha, vệ sĩ đẳng cấp như thế này thực ra dù dù cho là trong nhà họ Hàn cũng chỉ có đi cùng Văn Kha và ba của hắn mà thôi. Bản thân hắn là nhà vô địch quyền Anh, trước nay không có quá nhiều coi trọng công tác an ninh, cho nên chỉ cần đột xuất từ bên đó về máy vệ sĩ sẽ là ngụy trang cũng phải tốn một cái giá rất lớn. Dùng lời của Trác Viễn mà nói thì chính là người vệ sĩ kia giống hệt như là một con chó theo chân Văn Kha, sát sằng sạc. Ánh mắt thì sắc sảo nhạy bén như loài chim ưng khiến gã dường như muốn từ bỏ kế hoạch của bản thân. Cho đến tận sau này mới có một lần Trác Viễn đột ngột đọc được trên tờ báo thông báo liên quan đến công ty của Văn Kha, rã chợt nhận ra cơ hội rốt cuộc cũng đã đến. Dòng người đông đúc đến từ các trường đại học, hội trường ồn ào náo nhiệt là lúc dễ dàng thừa nước đục thả câu nhất. Đối với Văn Kha mà nói, hoạt động của Đại học Bình Xuyên cực kỳ quan trọng. Litty là một công ty nhỏ trong ngành, cho dù là có bên đồng tổ chức cùng với Lam Vũ nhưng vẫn chưa có thể biết được tiếng tăm của bọn họ. Vì vậy, đối với ứng dụng lớp XDN này, mức độ công khai chính là tất cả. Khoảng thời gian đó, trong đầu của Văn Kha đều là công khai và công khai. Làm việc với truyền thông thế nào là phần khó khăn nhất trên con đường đó. Tài nguyên của một công ty mới khởi nghiệp trên phương diện này dường như là điều thiếu thốn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Không có mạng lưới thông tin, không có người quen biết, cũng không có kinh nghiệm, toàn bộ đều vì sức cố gắng hết sức của mình. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, bởi vì giữa Hàn Văn Khuyết và Phó Tiểu Vũ đã xảy ra mâu thuẫn bất đồng, cho nên cậu gần như không tham gia vào các công tác liên quan đến app. Văn Kha biết được tâm trạng của cậu không tốt, mặt khác mối quan hệ giữa hai người cũng vì chuyện loạn xì ngầu này mà trở nên gượng gạo. Vì thế, anh vẫn luôn rất ngại để Phó Tiểu Vũ hỗ trợ mình. Bởi vậy, trên thực tế, đây là lần đầu tiên Văn Kha tự lập một kế hoạch cụ thể chi tiết về phương diện quảng cáo để mở rộng thị trường như thế này. Điều tốt nhất khi tổ chức hoạt động tại một trường đại học chính là nơi đó tự nhiên đã mang một tầng hàm ý nghĩa vô cùng giáo dục. Tính thương mại cũng không quá nặng nề, cho nên điều truyền thông quan tâm nhất, lo lắng cũng bớt đi một chút. Hơn nữa, mấy năm qua, chính phủ vì là tỷ suất sinh đẻ nên rất ủng hộ những hoạt động hữu nghị giữa các trường đại học. Vì thế, ít nhất về phương diện truyền đạt này, bọn họ đã lựa chọn rất là chính xác. Lớp trưởng Phạm Vũ cũng đã giới thiệu cho Văn Kha là thầy Hà của phòng tổ chức các chuyên viên phụ trách của hoạt động của Đại học Bình Xuyên.
Thế nhưng thật ra, ban đầu thầy Hà cũng không có hứng thú quá lớn với chuyện này. Mãi đến tận khi Văn Kha nhắc đến ứng dụng của mình được phát triển dựa trên nghiên cứu của trường đại học mà Hứa Gia Nhạc đã từng học. Hơn nữa, ngày lễ tình nhân cũng đã sắp đến gần. Cuối cùng mới thuyết phục được thành công trường đại học Bình Xuyên đồng ý tham gia tổ chức chương trình như thế này. Sau khi ban tổ chức được thành lập, việc liên lạc với bên truyền thông báo chí cũng không khí thế hơn một chút. Mặc dù Văn Kha là ông chủ, nhưng công ty quy mô còn nhỏ nên tất cả vấn đề mọi việc anh đều phải theo sát. Anh biết rõ việc chuẩn bị hoạt động của lớp XDN chỉ cần có thể dấy lên làn sóng tò mò thì đã có thể dựa vào mức độ thảo luận của những người trẻ tuổi trong phạm vi rất lớn. Tạo tiền đề cho sau này khi app chính thức đưa ra thị trường thì đã có được một lượng người theo dõi quan tâm đầu tiên. Ban ngày, Văn Kha vẫn duy trì bình tĩnh và sự kiềm chế cao độ. Mỗi ngày, anh đều đúng giờ rời khỏi giường, sau đó đi đến Li Ti làm việc. Đến buổi chiều, cũng không thường xuyên ra ngoài mở rộng hợp tác mối quan hệ bên truyền thông báo chí. Đối với một Omega đang mang thai giữa giai đoạn này mà nói, năng lực làm việc như thế này thật sự là hiếm thấy. Nhưng mà thực ra Văn Kha cũng tự biết được rằng, bất kể bản thân có cố gắng xoay sở như thế nào đi chăng nữa, thì thế giới bên ngoài đến thế nào thì nội tâm vẫn là cứ bị giằng xé mãnh liệt. Thế giới tình cảm của anh bởi vì thiếu đi hàng dân khuyết mà trở nên hoang vu vô cùng và cũng cô độc. Một buổi tối trước khi diễn ra hoạt động tại Đại học Bình Xuyên, Văn Kha do dự rất nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định đi gặp Phó Tiểu Vũ một lần. Qua một đoạn thời gian lâu như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Văn Kha nhìn thấy nhà của Phó Tiểu Vũ. Đó là một nhà có họa tiết nằm bên thành phố phía Bắc của khu vực Bắc Âu trong khu nhà giàu nổi tiếng của Bắc Thành. Khi cậu đi ra mở cửa, lúc nhìn thấy Văn Kha rõ ràng là có hơi bất ngờ. Omega từ trước đến nay vẫn luôn giỏi giang khéo léo, lúc này chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng len trắng tinh. Sắc mặt rất là tái nhợt, có vẻ ốm yếu bệnh tật. Cậu không giống như lúc thường ngày dùng nước hoa át đi mùi tinh tức tố, bởi vì vậy mùi trên người của Phó Tiểu Vũ ngột đến lạ. So với vẻ xa hoa bên ngoài của khu biệt thự, bên trong lại được trang trí cực kỳ đơn giản, còn có phần có hơi trống trải. Sử dụng hai gam màu lạnh và đen, trắng đen làm chủ đạo. Thậm chí có một mặt tường trong phòng khách đều được dùng để làm việc. Bên trên bề mặt chi chít những tờ giấy dán chằng chịt. Những mẹo nhỏ còn với tấm bảng trăng trắng bên cạnh để tiện tay ghi lại những điều cần ghi nhớ. Văn Kha vừa đi vào đã không nhịn được nữa mà nghĩ rằng nơi này cũng là căn hộ của anh và hàng dân khuyết ở thế gia. Khắp mọi ngõ ngách đều là những tấm thảm lông xù, còn có đủ các loại trang trí đầy màu sắc. Thật sự khác nhau một trời một vực. Tiểu Vũ, cậu ốm hay sao? Văn Kha có hơi lo lắng nên đã hỏi trước. Không. Phó Tiểu Vũ rót một cốc nước chanh rồi đưa đến cho Văn Kha, sau đó uể oải hít mũi một cái và nói: "Tôi có hơi đau họng, sao thế, có chuyện gì à?" Thật ra cậu không có hứng thú nói chuyện cho lắm, mấy ngày nay giống như là nhà dột mà còn gặp mưa, sau khi mối quan hệ với hàng dân khuyết rạn nứt, đột nhiên thất nghiệp còn bị cảm vặt. Hơn nữa kỳ phát tình của cậu 2 ngày nữa cũng sắp tới rồi, tất cả mọi chuyện xui xẻo cứ như ồ ạt rủ nhau ghé thăm Phó Tiểu Vũ một lượt. Mấy năm nay, kỳ phát tình của cậu lần lượt lại ghê gớm hơn lần trước. Omega cấp A là những người có điều kiện mang thai tốt nhất, cho nên cũng phải chịu đựng thời kỳ phát tình mãnh liệt nhất. Đấng tạo hóa ban cho bọn họ tinh tức tố ngọt ngào nhất là vì muốn bọn họ cam tâm tình nguyện vì xã hội loài người sinh ra những thế hệ xuất sắc. Bất kỳ một Omega cấp A trưởng thành nào cũng có hành vi chống lại thời kỳ phát tình đều là vì đang đấu tranh với bản tính của mình. Trong tủ lạnh của Phó Tiểu Vũ chất đầy những loại thuốc ức chế tốt nhất. Mấy năm trước, từ liều lượng 1 mũi tiêm một ngày đã trở thành 3 mũi một ngày. Mà cho dù là như thế, cậu vẫn cứ không thể kiềm chế được tâm trạng nóng nảy của mình không yên. Có. Văn Kha suy nghĩ một chút, từ trong chiếc cặp của mình lấy ra một tập tài liệu đưa cho Phó Tiểu Vũ. Ngày mai sẽ diễn ra một hoạt động của lớp XDN giữa Li Ti và trường đại học Bình Xuyên. Tôi đã nghĩ rất lâu rồi, vẫn vẫn rất là muốn đưa cho cậu xem qua một chút những sắp trong bản kế hoạch này. Tôi vẫn là cổ đông của Li Ti à. Khóe miệng của Phó Tiểu Vũ khẽ nhếch lên, nụ cười của cậu có hơi mỉa mai. Tôi cứ tưởng là công việc này không phải là mất đi giống như là ở bên AM rồi chứ. Không, không thể nào.
Văn Kha khẽ nói, Tiểu Vũ, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến lớp ECDN có thể đạt được thành tựu như hiện nay. Không có cậu, đã chẳng có thể làm được điều gì rồi. Thật ra bây giờ, tôi không biết cậu nhìn nhận tôi ra sao, nhưng bản thân tôi đối với cậu không có lòng thù địch. Văn Kha, anh vừa xuất hiện thì đã có người chiến thắng rồi. Phó Tiểu Vũ nhíu mày một cái, cậu không chế giễu nổi những buồn bực của bản thân, cộc cằn cắt ngang lời nói của Văn Kha. Thế thì anh cần gì phải thù hằn tôi? Anh không khỏi giật mình, lời nói này tuy là thẳng thắn nhưng rõ ràng lại cực kỳ sắc bén và kỳ lạ. Phó Tiểu Vũ lúc này thường thủy chung đến mức rất bình tĩnh, chuyên nghiệp, đã lâu như vậy rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên cậu nói trước mặt của anh và thể hiện cảm xúc cá nhân như thế này. Lúc lên đại học, tôi đã thích Hàn Giang Khuyết rồi. Đến năm thứ hai, tôi đã có tình với cậu ấy, nhưng cái tên đó là thẳng thắn từ chối. Đó là lần đầu tiên tôi tỏ tình với người khác. Cảm giác khi ấy thật sự là mất mặt, nhưng dần dần sau đó cậu ấy cũng đã để ở trong lòng, còn tôi đã giả bộ như chuyện đó chưa từng xảy ra. Chúng tôi vẫn cứ là những người bạn thân thiết. Tôi cũng luôn đi theo cậu ấy, cùng Hàn Giang Khuyết đồng thời sáng lập ra AM. Những năm này, chúng tôi rốt cuộc cũng không đề cập đến chuyện tình cảm. Thế nhưng có lúc mối quan hệ gần gũi đến vậy lại khiến cho tôi không nhịn được nữa mà cảm thấy rằng có lẽ qua mấy năm nữa tôi vẫn có thể có hy vọng. Thế nhưng anh lại trở về, Văn Kha ạ. Phó Tiểu Vũ nắm chặt lấy tài liệu, trong đêm tăm tối chăm chú nhìn vào Văn Kha. Trong thoáng chốc đó, cậu không kiềm chế nổi nữa mà nhớ lại buổi sinh nhật năm hai mươi mấy tuổi của mình. Trong sàn nhảy cuồng nhiệt hôm đó, Văn Kha cứ bước mặt mình tàn nhẫn ôm chặt lấy Hàn Giang Khuyết, trong lòng ngực mình tuyên bố chủ quyền tuyệt đối. Phó Tiểu Vũ đứng trong sàn nhảy như là chết lặng, có một thoáng thể như cậu thậm chí không biết nên phản ứng ra sao. Không phải là không thể sớm từ bỏ đoạn tình cảm nhạt nhòa kia, chỉ là thất bại ấy trước sau cũng không có cách nào tiêu tan được. Thứ tình cảm mơ hồ ngang qua cuộc đời của cậu từ thời thanh xuân đến hiện tại, vào hôm ấy như là một lòng bàn tay dứt khoát ôm góp bao nhiêu tự tình hoài nghi, rốt cuộc cũng nặng nề tát vào mặt của cậu một cái. Văn Kha đã đánh bại Phó Tiểu Vũ dễ dàng như ăn cháo vậy. Có lẽ thậm chí không thể nói là đánh bại mà chẳng qua là đi ngang qua thôi, lại như là không có chuyện gì xảy ra để rồi nghiền nát cậu. Phó Tiểu Vũ hít một hơi, rốt cuộc cũng gần gặn từng chữ. Sự trở về của anh, Văn Kha ạ, đã khiến như tất cả đều kết thúc. Quả thật, anh không phải là kiểu Omega bỏ đi như trong tưởng tượng của tôi. Anh rất thông minh, rất cố gắng. Từ góc độ cá nhân mà nói, tôi thật sự không ghét con người của anh. Nhưng điều mà tôi chán ghét, thật ra lại là sự tồn tại của anh. Thế giới của Hàn Giang Khuyết nhỏ bé lắm, vậy mà một mình anh lại chiếm hữu hết toàn bộ. Cậu ấy còn chẳng có bạn bè gì nữa, cũng chẳng cần đến tiền tài sự nghiệp, thậm chí còn không cần đến cả sở thích. Bất kể anh muốn hay là không muốn, sự tồn tại của anh đều thay đổi hướng sống của cậu ấy và những người xung quanh mình. Cho nên, dĩ nhiên không phải là anh có thù địch với tôi hay không, mà phải là tôi có ý đó với anh hay không. Những lời nói của Phó Tiểu Vũ giống như là đột nhiên xé rách một cái mảnh sổ của Văn Kha. Văn Kha cảm thấy mất mát theo bản năng, nhưng đồng thời lại cũng không nhịn được nữa. Trong giây phút tiếp theo, cảm giác như là trút được gánh nặng. Anh đương nhiên có thể cảm nhận được khoảng cách từ trước đến nay giữa mình và Phó Tiểu Vũ, bất kể những câu nói kia có khó nghe và khó ngấm đến như thế nào, nhưng có thể nói ra được như vậy, đối với mối quan hệ của hai người họ mà nói, trái lại lại càng giống như là một bước phát triển hơn. Tiểu Vũ, cậu sai rồi. Vẻ mặt của Văn Kha rất nghiêm túc, hỏi nhỏ. Hàn Giang Khuyết cần cậu, chuyện này tôi nhất định phải thay cậu ấy nói cho cậu hay. Đúng, thế giới của cậu ấy rất nhỏ, cho nên bạn bè cũng rất ít, mà dù thế nào cậu cũng là người quan trọng nhất trong số đó. Cậu ấy sẽ mãi mãi chuyện cãi nhau với cậu hôm đó mà buồn bã rất lâu, sẽ lo lắng khi cậu uống say, sẽ nghĩ rằng cần phải bảo vệ cho cậu, tất cả những tình cảm đó đều là thật. Ngay cả tôi, bất kể cậu có tin hay là không, tôi chưa từng nghĩ đến muốn can thiệp vào tình bạn của hai người, cũng giống như không có cách nào cho người khác có thể chen chân vào tình cảm của tôi và cậu ấy được vậy. Thật ra chẳng có ai có thể chen chân vào tình bạn của hai người, cả tôi cũng không thể. Thật ra tôi cũng không biết làm bạn bè với cậu, đại khái là có lẽ có thể hay là không. Văn Kha khẽ thở dài, ngừng lại một lát rồi lại không nhịn được nữa tiếp tục mà nói. Nhưng mà tôi hy vọng cậu có thể cảm nhận được thành ý của tôi. Tôi thích được làm việc chung với cậu, Tiểu Vũ à.
Mà không chỉ là thích thôi đâu, đó là còn là sự ngưỡng mộ cậu, bội phục cậu. Cậu nói là tôi là người chiến thắng, nhưng trên thương trường, rõ ràng cậu mới là người tôi luôn phải ngước nhìn lên. Phó Tiểu Vũ im lặng nhìn về phía của Văn Kha, đôi môi hơi động đậy một chút, rốt cuộc mới hỏi khẽ lại. Phải à? Văn Kha chỉ vào tập tài liệu cho Phó Tiểu Vũ đang kẹp trong tay. Có hơi khó chịu mà cúi đầu xuống nói. Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nghĩ, thật ra trước đây cậu đã giúp đỡ tôi, chỉ bảo tôi như thế nào là phải vì mối quan hệ với Hạ Nhân Khuyết hay không. Dù sao cậu cũng coi như là làm việc cho cậu ấy, cho nên lúc phải lên kế hoạch cho toàn bộ hoạt động này, tôi rất ngại tìm đến cậu. Mãi đến tận khi làm việc được khá khá rồi mới nghĩ rằng vẫn nên là để cậu xem qua một chút. Trong này có rất nhiều ý tưởng thật ra đều là do cậu trước đây đã chỉ dạy cho tôi. Phó Tiểu Vũ đứng yên một chỗ, chỉ là lắng nghe một lúc, dường như đang âm thầm đang suy tư điều gì đó, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào kìm nổi, cậu cúi đầu xuống mở tập tài liệu kia ra, nhanh chóng liếc qua. Anh định làm như thế nào để kết nối được với bên truyền thông? Vừa nhìn thấy những nội dung bên trong của bản kế hoạch, Phó Tiểu Vũ đã rất nhanh đã bước vào trạng thái công việc nghiêm túc và hỏi. Tôi và hai đồng nghiệp trong phòng thị trường lập thành một nhóm nhỏ, chia các bên truyền thông trực tiếp vào một bảng, truyền thông trên truyền thống vào một bảng trên Excel, sau đó cứ như thế đến nói chuyện với từng đơn vị một. Còn truyền thông trực tuyến có thể dựa vào một tập tiền, nhưng mà truyền thống thì lại không có thể nào dễ dàng như vậy. Phó Tiểu Vũ nhạy bén và nói. Ừ đúng vậy, thế nhưng bản thân ứng dụng ghép đôi không dựa vào tin tức tố đã mang chủ đề rồi. Hơn nữa, ngày lễ tình nhân cũng sắp đến, còn có thể tranh thủ một chút nhiệt độ đó. Vậy nên ngày mai sẽ có phỏng vấn của ba tòa soạn báo và bên hai đài truyền hình đến tham dự. Ừ cũng khá là ok đấy. Phó Tiểu Vũ lại hỏi, tài nguyên bên các trường đại học có được sử dụng hay không? Được chứ. Văn Kha không giống như là một sinh viên ưu tú đã chuẩn bị xong xuôi hết cả, rất nhanh đã đáp lại. Diễn đàn của các trường và các ứng dụng của các trường mà các sinh viên đang sử dụng, chúng ta đều có thể đăng quảng cáo trên đó. Có thể nói, chỉ cần là con đường có thể dùng tới, Văn Kha đã dìu dùng tận tận lực hết rồi. Anh đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới mạnh mẽ dịch ra một mạng lưới truyền thông quảng bá chặt chẽ nó như thế này. Ngay cả Phó Tiểu Vũ nghe thấy thế cũng khỏi kinh ngạc nhíu mày lại, sau đó rốt cuộc cũng hiếm thấy gật đầu một cái. Cậu đóng tập tài liệu vào đưa cho Văn Kha rồi nói đơn giản. Anh làm rất tốt, lúc trước tôi vẫn luôn nói về tạo đề tài cho app xã giao vô cùng quan trọng, thậm chí cho phép việc mua lượng người download sử dụng quan trọng nhạc càng nhiều hơn. Bây giờ anh đều đã làm được rồi, đổi lại là tôi cũng không thể làm tốt hơn như thế. Văn Kha nhận được sự khẳng định của Phó Tiểu Vũ, vẻ mặt không khỏi trở nên sáng sủa hơn. Anh nghiêm túc hỏi. Tiểu Vũ, tôi thật sự muốn chứng minh với cậu, tôi có thể là một đối tác xứng đáng. Cho dù cậu có phải chịu áp lực với tình nghĩa với Hàn Giang Quyết hay không, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Điều này cũng là mục đích hôm nay tôi đến đây vì cậu, hy vọng cậu có thể cân nhắc một chút. Anh vừa nói, vừa ra sức lấy tập tài liệu, sau đó đứng lên chỉnh lại cổ áo của mình. Trước khi rời đi, rốt cuộc lại không nhịn được nữa nhìn về phía của Phó Tiểu Vũ một cách đầy chân thành. Ngày mai, nếu cậu thấy được thì có thể đến trường đại học Bình Xuyên nha, tham gia một chút, được hay không? Phó Tiểu Vũ không tỏ rõ ý kiến, thế nhưng lúc tiễn Văn Kha đến trước sảnh, cậu bỗng nhiên lại nói nhỏ. Văn Kha, lúc báo chí viết bản thảo, có một điểm rất là quan trọng, anh có thể tự mình cung cấp cho bọn họ một chi tiết nhấn mạnh đó. Đó là gì vậy? Văn Kha chưa nghĩ ra, được bèn hỏi lại. Anh là một Omega đang mang thai, còn là một Omega đã trải qua rất nhiều khó khăn từ chuyện ly hôn. Phó Tiểu Vũ bình tĩnh đã nói, một người như vậy không chỉ thành công gây dựng sự nghiệp được, còn được lựa chọn muốn dùng một cách thức khác để giúp mọi người tìm được một con đường tình yêu của bản thân. Bản thân chuyện này đã rất hấp dẫn đối với trong mắt của người khác, đừng có lãng phí những tin tức đó, giá trị trên người của mình. Văn Kha, anh cần phải giữ tinh thần phấn chấn, phải thoạt nhìn cực kỳ thành công, phải biết lợi và dụng ưu thế của giới tính của mình, phải biết ưỡn cao cái bụng lên để bản thân của mình trở thành tâm điểm cho chính thương hiệu này. Đưa bút cho bọn họ, cho bọn họ một câu chuyện đi viết, khiến bọn họ thích anh, khiến bọn họ nhất định phải thích anh và thích sản phẩm này. Anh đã hiểu rõ hay chưa? Văn Kha nhìn vào Phó Tiểu Vũ, hô hấp của anh không sao tuần hoàn được, còn ngừng lại trong thoáng chốc. Trong nháy mắt đó,
Anh lại chợt nhớ đến những kiến trúc của khu vực Bắc Thành kia, khu vực văn phòng công cộng của tòa tháp đôi, khu khách sạn EI, câu lạc bộ LM, thoạt nhìn như là những kiến trúc cùng với hình thức kinh doanh tách rời không liên quan, thế nhưng lại là một thể thống nhất hoàn toàn, mở ra con đường tiên phong cho giá trị quan trọng của thời đại mới. Cậu không phải chỉ đang gầy dựng nền móng mà thôi, cậu là đang hướng đến một cái nơi có giá trị, quan trọng và tiến bộ hơn, dù một kiểu lý tưởng hóa khái niệm về cuộc sống chinh phục mảnh đất này. Có thể được làm việc chung với một thiên tài như vậy, thật ra lại là một niềm vinh hạnh. Văn Kha nghĩ đến như thế, xuất phát từ chính nội tâm của mình. Ngày mai, tôi sẽ cố gắng tham gia hết sức. Trước khi chia tay, cuối cùng Phó Tuyển vụ đã nói với Văn Kha như vậy. Tối hôm ấy, Văn Kha bởi vì cuộc nói chuyện với Phó Tiểu Vũ mà cảm thấy vô cùng phấn khởi. Anh ở trên giường lăn qua lộn lại mãi, vẫn suy nghĩ về hoạt động cho ngày mai nên không tài nào ngủ được. Thức đến nửa đêm, chính anh cũng cảm thấy hơi sốt ruột, nhưng mất ngủ chính là vậy đấy. Càng gấp gáp muốn đi ngủ, lại càng không sao ngủ nổi. Văn Kha cứ như thể nửa ngủ nửa tỉnh, trằn trọc đến tận sáng. Sau khi thức dậy, bèn cảm thấy người đều rất là không thoải mái. Anh ngây ngây ngẩn ngẩn, tắm rửa sạch sẽ xong mới cảm thấy khá hơn. Sau đó lại vội vàng mặc một bộ áo vest màu xanh lam đậm, đã chuẩn bị từ trước. Omega đang mang thai, thật ra có rất ít quần áo có thể lựa chọn. Cho dù là thiết kế đặc thù riêng, nhưng vẫn điều quan trọng nhất vẫn là muốn che đi cái bụng đang nhô lên, cố gắng đề cao vẻ trưởng thành cùng với chín chắn. Nhưng với bộ quần áo như thế, Omega mà đang mang bầu bì, phải mặc trong thời kỳ gian dài, đương nhiên cũng sẽ thấy rất là không thoải mái. Văn Kha nhìn vào trong gương, đánh mắt bộ quần áo trên người mình. Đương nhiên, anh từ lâu đã không còn là một Omega, mặc những bộ đồng phục thế này lại cảm thấy khó chịu. Trong khoảng thời gian này, cả người anh đang đều như nhanh chóng giống như một Omega đang tại chức. Bất kể là tâm thái hay là vẻ bề ngoài, anh đều đã trở nên thận trọng hơn, già dặn hơn, cũng như là cẩn thận kỹ lưỡng hơn. Thế nhưng lần này, Văn Kha lại thấy trong gương một phiên bản có phần là không được tự nhiên. Chỉ thấy bên dưới cái bụng nhô lên đã bị bó chặt đó, mặc dù coi như là rất phẳng, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một loại cảm giác giống như là cách lớp vải kia cũng có thể cảm nhận thấy được các bé bởi vì ấm ức nên cũng tròn lên. Hai đứa con trong bụng nhất định cũng đang rất không thoải mái. Văn Kha không kiềm chế được nữa, lần thứ hai nhớ lại những lời nói của Phó Tiểu Vũ. Thế vì trước kia khi ra khỏi nhà, anh đột nhiên quyết định cởi bỏ áo vest ra và đổi sang một bộ quần áo thoải mái mà Omega đang thai đang thường mặc. Trong nháy mắt đó, khi mặc vào người bộ quần áo rộng rãi đó, cả người của Văn Kha đều trở nên nhẹ nhõm. Bộ đồ này là hàng dân khuyết cố ý mua cho anh. Phía trước cái bụng đang nhô lên còn được thiêu hình một con hươu cao cổ, thoạt hình như là đang ngủ say. Cách ăn vận thế này, thoạt nhìn đúng là không đủ chỉnh chu cho lắm. Nhưng khi Văn Kha nhìn bản thân mình ở trong gương, rốt cuộc lại mỉm cười. Trước khi đi, anh nhìn vào gương, cẩn thận đeo vào tay một chiếc đồng hồ mà hàng dân khuyết đã tặng cho mình. Bên mặt trong của đồng hồ có một dòng chữ rất nhỏ, Timeless Love. Dán thật chặt vào mạch đập của Omega, tựa như là mang theo một sự ấm áp dài lâu. Đến đây thì tập 44 của bộ truyện Ái Tình Chưa Dứt đã kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho mình nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Đam Mỹ Tuần Truyện, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chiếc share nho nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!